như thế được. Phải để dọc mà, dọc tép ra. Cầm cái máy này được này, xong rồi dàn ra kẹp phát xoáy 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 ra. Ra đến dọc ra đến ngoài thì mình lại thắn vào là được. Anh làm như nào đây, 4 clip rồi. Con học rồi, anh học đây mà. Cái phần đấy là phần nào đấy hả thì anh? Phần ngoài, phần trong đấy. Ngoài chị ơi. Phần 2 đấy là một cái cục da, một cái sơ, một cái màng nhá.